guys, until this point, I think you've been watching only two videos of mine talk about EB3 in Vietnamese. And I actually look it up online to basically find a company or an agency that do EB3 in California because I wanna find and stay here to work if I have a chance. You know, people have different options in life and we all should do that. So basically, I did a lot of research and there's a lot of website pops up on the internet, around 10 of them. I've been calling different representatives, but it's like clueless, nobody pick up the phone. I even emailed them, no answering, so I don't know if they want to do business or not. And actually, I found a lawyer company. Basically, they do help you do EB3, but you have to find the representative or the sponsor yourself and they just handle the paperwork. And it just only costs around $3,000 for them, the lawyers, in order to help you to finish the paperwork. That's it. You have to take care of the rest of the finding sponsor and stuff like that. So it seemed like not really a good size. So I decided to keep searching and I finally found this Vietnamese representative and they also have lawyer there. So I contact them. I spoke to them in English because I think the representative there, she's not Vietnamese, so that's the reason why I have to spoke with her. And to be honest, the first impression with this agency or company is not good. Basically, they're not really transparent about how they do a business or even the consultations. They want keep asking me to come in person and avoid answering questions. And even when I ask them about the sponsor, where they at, because you know, you should inform the people who going to do EB3 visa in order to be transparent, to let them know what kind of job they're gonna do to make a decisions. This company just avoid all that altogether, and she tried to convince me to come to the office to have a conversation with the lawyer and the attorney, you know. So I was kind of busy, but I kind of to make a decision to go there. And she never mentioned anything about the consultation fees at all. But when I get there in person, the place, to be honest, is unprofessional. It just a little bit sketchy with how the office organized as well. It just seemed like, you know, not an office that I was imagined. Also third, they do have the website. They do have informative information in there for you to read about EB3 on some certain thing, but for sponsor, there's nothing in there. And so the price also not included on the website. And then when I asked her about the fees and stuff like that, she answered, yeah, that's about that price. Because I told her I've been contacting different agency as well, so please be direct and transparent. I just don't want to waste time. And actually, when I get there and talk with the attorney, when I walk to the office, because I cannot really record it, so I actually saw there's some alcohol in the background. I was just like, this is super weird. This is the attorney office and there's no computer, there's no table for him to work on his laptop and stuff like that. And even there's a bed inside. So I was just like, this is a little bit sketchy, to be honest. And then he even mentioned the price just way high up there, around 35K to 65K if I want to find a company in California. And then end up did not tell me about the company in general. So how can you trust this type of business if they're not transparent with you, you know? So this is a sign for you to back off, bring your money to somewhere else that really give you that all the information in advance to save your time. Please do not get fooled by this type of business. I agreed to pay 300 consultation in order to meet that attorney to see how he looked. And the funny thing is, a couple days before doing this video right here, I actually saw him spoke in the Vietnamese representative in like famous channel that they have for Vietnamese people. I was really surprised to see him there. But to be honest, when I get there, his office, I would never spend my money there, to be honest.
Hi, xin chào mọi người. Thì Thanh cũng muốn nhấn mạnh cho các bạn biết là maybe tới thời điểm hiện tại bây giờ thì các bạn đã coi hai cái video mà Thanh post mấy ngày trước rồi ha. Nếu mà các bạn chưa coi thì các bạn có thể check video đó để tìm hiểu thêm. Thì sau khi nói chuyện với một vài người ở Atlanta thì Thanh cũng suy nghĩ là thật sự là bây giờ mình hiện tại đang sinh sống ở Cali thì mình rất là mệt khi phải move sang tiểu bang khác, cho nên mình cũng cố gắng tìm coi có cái đại công ty đại diện nào ở Cali làm cái EB3 visa này hay không để mình có thể ở lại đây và kiếm công ty làm ở Cali. Thì thật sự là mình cũng kiếm được một vài công ty đó, mình cũng liên hệ, cũng email, nhưng mà có nhiều họ người ta bận, người ta không trả lời và không bao giờ trả lời luôn, thì mình cũng thấy rất là bế tắc. Và thật sự Thanh cũng có tìm được một cái công ty này, và lúc mà Thanh gọi điện thoại thì cái người làm receptionist á, cái người mà gọi là tiếp tân á, thì họ không có nói chuyện rõ ràng về giá cả và về cái thông tin, thì họ cứ nói là họ không biết gì hết, họ phải nói với chuyện với luật sư. Website của họ thì có đưa ra những cái thông tin nói chung về EB3, thì cái này là thông tin nào trên mạng cũng có hết, thì chỉ có để lên website thôi mình cũng có thể đọc được ở chỗ khác, đúng không? Thì đúng mà thực sự là họ cứ nói là mình có thể tới person được không, và không có hề đề cập vấn đề gì hết với cái chi phí bao nhiêu để phải phỏng vấn ở lúc mình lại đó. Thì lúc mà Thanh quyết định dành thời gian để lại chỗ đó thì thực sự là cái công ty đó nhìn rất là sụp sệ và không có gọi là chuyên nghiệp gì hết. Và tới đó thì cũng có một hai người làm, rồi cái người luật sư ngồi ở trong để mà đợi người ta tới trả tiền rồi ngồi nói chuyện thôi. Thì thật sự thấy rất là gọi là tiền bạc, các bạn hiểu không? Thì thật sự đúng, đối với thời gian để nói chuyện với luật sư là tiền bạc, nhưng mà họ không có rõ ràng về chi phí, giá cả, và cũng như là công ty, những cái công ty đại diện nằm ở đâu. Thì xong tới đó thì cái người tiếp tân nó mới nói là bây giờ mày có thể trả 300 để mà gặp luật sư được hay không, còn nếu không thì mày không có thể nói chuyện được. Thì tại sao nếu mà không nói trước cho người ta để người ta chuẩn bị tiền, đúng không? Chứ đâu phải là đợi tới rồi mới nói như vậy. Thì nhiều người đâu có, người ta đâu có mang tiền, hoặc là người ta có mang thẻ nhưng mà người ta cũng rất là bất ngờ vậy các bạn. Thì anh thấy ra là sốc khi cái tới cái chỗ đó. Và đồng thời khi mà vô thì cái văn phòng của cái luật sư đó gọi là nhìn không có chuyên nghiệp gì cả, không có máy tính, không có chỗ làm việc, và sau cái phòng cũng là gọi là cái giường để mà ngủ, cho nên là không thấy rượu trên bàn nằm phía xa nữa, chứ thôi kiểu wow, chứ cái chỗ này chỗ ăn chơi nhậu nhiệt gì đây này. Xong rồi thật sự là Thanh nói chuyện thì tiếng Việt thì các bạn có thể hiểu thêm. Thì đương nhiên ở Cali thì maybe có thể mắc hơn, nhưng mà không có công ty nào làm từ 35.000. 35.000 là họ nói, cái luật sư này nói là làm ở chỗ khác. Còn nếu mà muốn làm ở Cali thì 65.000. Rồi cũng không có nói cái quá trình là ở công ty này làm gì, làm gì. Thật sự là thấy không thể tin tưởng được những cái người làm business như vậy, những người làm cái kinh doanh mà không rõ ràng, mà gọi là rất mập mờ như là đèn mờ Nguyễn Huệ, thì các bạn dám bỏ tiền ra làm cái visa này hay không? Thì các bạn nên suy nghĩ cực kỹ. Thì Thanh cũng sẵn sàng trả $300 luôn để mà coi mình bị lừa như thế nào. Gọi là mình biết là mình bị lừa rồi, nhưng mà mình vẫn muốn thấy được cái mặt của cái ông luật sư này, và coi là cái độ lừa nó tới đâu. Và sau khi đó thật sự là nói cho các bạn biết, mình thấy trên cái trang channel của người Việt ở đây mà khu quận Cam á, thì mình có thấy ổng ở trên đó, mình cũng hết hồn luôn nha, kiểu như trời ơi, mò lên được tới đây chắc cũng thứ dữ đó. Nhưng mà thật sự đối với mình không muốn trả tiền cho những người mà không có uy tín về lời nói và cũng như không có tính chuyên nghiệp cho công việc. Well, nếu các bạn muốn thì các bạn có thể chi tiền rồi cho chỗ đó, nhưng mà đối với mình quá mắc, không chuyên nghiệp và còn gọi là không mang tính gọi là chất phác trong công việc, thì các bạn đừng tốn tiền cho những cái chỗ này. Tìm hiểu thật kỹ, nếu người ta không đáp ứng, không trả lời được những câu hỏi mà bạn hỏi thì move on. Và bây giờ xin mời các bạn xem video và cuộc hội thoại giữa tiếp tân và luật sư này nha. Thanh hơi bị là bức xúc nhưng mà phải cho các bạn biết sự thật nó như thế nào. Yeah, I would like to know more information about EB3 of your company.
are you available to come for an in-person consultation? In-person consultations? Yes. Not today and not tomorrow. I'm busy to the rest of the week, so that's why I call. Okay, no worries. It would be better if it was in person, just because it's a lot to discuss. And you can ask your questions on the spot. Are you able to come next week? Next week, we'll see. Because I've been able to talk with people on the phone and I knocked it out easily too, because my schedule is packed next week as well. Okay. I just have a questions about like which companies you guys have in state or in different state or in California available. Oh, we do. We have one available in California. Oh, really? What city is that? It's not that far from me. It's like Long Beach. Oh, Long Beach? Okay. And usually how's the application work for that? So in regards, we basically give you a questionnaire to fill out and we do the rest. Okay, and then what is the fee for the whole process? So that in regards you discuss with the attorney. Okay. I myself, being his assistant, don't quite know the fee. But we basically take care of everything, beginning to end, from the Department of Labor to the Social Security card, if you don't have one or if you need one. Yeah, I already did. I mean, I have so many websites actually have the specific price in there, from 16 grand to 20 grand. I just want to ask and see the company where it's located at, because I've been asking a lot of companies already, so I don't know the right price range, to be honest, because there's nothing too high. But because you're right in regards to price range? Yeah, because I saw, yeah, because some people can told me up to like 100 grand and it's not legit for that. So it's just like, no matter of fact, the customer service and the convenience wise in the company, I just want to ask if there are any company in California that's the most concern about the applications. Most of them pay 5 grand for applications and the rest pay for the second payment. Are you guys have the Vietnamese representative there or only speaking English? Yes. The attorney is Vietnamese. Okay. Because I went to your website, there's not much information, and I've been doing research and a lot of talk with a lot of lawyers too. But what is the company in California do for at Long Beach? They're a production company, so you'd basically be doing things from either manual labor or just cleaning or, you know, whatever it is that the company needs. Okay. Sometimes it can be clerical, it just depends what position is available. Or if there's a preference. Okay. But for the most part, it's going to be production worker. Production worker. So it's like cleaning and stuff like that. Because for me, I thought production is more about like filming and behind the scene for setup, something like that. Production means different things in different industries. Mm-hmm. So it is mostly behind the scenes, just as you're saying. But there are other responsibilities and duties attached to those, depending on what business it is. Okay. And what is your business hour, actually? It's from 9 a.m. to about 5:30-ish. 5:30-ish, okay. Yeah, because it's like I'm really booked out next week, and I'm trying to find a time to be there, because I want to talk with a Vietnamese lawyer, so if there are any collaborations, I can offer people or refer people here. Because I only talk with 10 companies already, you know? Okay. Do I have to make appointment in order to come, or how does that work? You're saying you're booked. If you can find a day where you can come in person. Okay. We ask and, you know, that we can discuss more in detail. Hi, is this Susie? Yes, it is. Hi, my name is Tan. I emailed with you back and forth yesterday. I'm not sure you remember me. Maybe. Yeah, so I asked you for the attorney time tomorrow to be there for the appointment at 2. Okay.
correct, yes. Okay. Yeah. I just have an emergency interview with the director of my school. It's really important at 1:30, and it will take around an hour and a half. Is there any way I can push it back, or he have time after that? No, it's fine. Would it be safe to say like around 3:30 to 4? Does he have anything available in the morning, or just only afternoon? If you want to come in the morning, that's fine. Okay, the morning would be better for me because I'm kind of open. What time would be good for in the morning, you know? So our office opens at like 9. Okay. I'm here by like 9:15-ish latest. I'm here. Okay. I can be there around 10. Just wanna also get the paperwork done because I already sent you a couple documents, but I need to bring the actual. Do I need to bring the actual documents that you sent? Or I just need to send it back to you, scan it. For the most part, I have most of them. Okay. Let me just double check that I have everything that I need. Oh, the document that you sent it to me by PDF from you guys, the one with the English and Vietnamese, I haven't filled it out because I'm at Big Bear right now. So I can fill it back and bring it tomorrow. Or do you want me to? If you're able to complete it before you come here, that's fine. That's perfect. Okay. If not, then before you meet with the attorney, we'll go ahead and just have you fill it out. I will fill it out in advance. You're printed out. But yes, if you're able to fill it out in advance, that's perfect. Okay. For the most part, based on the documents that you've given us, you're pretty much eligible for EB3. Mm-hmm. Everything seems to be in order. The only concern that I may have is that your I-20 is valid until next August. So if we would like to start working, we need to kind of start it now. That way, by the time that your I-20 expires, you will already have a new status. Yeah, I actually transferred to a new school and start next week, so I will have a new I-20. So with that, I will send you a new one too, because right now I'm taking online. Yeah, please send me the new one. Yeah, so because I'm dealing with a school right now, maybe I will have it by the end of the week or next week. So that's why I'm trying to get there soon. So see, it's like if they have anything available in California, and I just want to knock it out and going to school at the same time. Okay. If you're able to give me your new I-20 with the graduation dates? Yeah, I will when I get it from them. I haven't get it yet, so that's why I have an interview with them tomorrow. Okay, perfect. In that case, if you get the document tomorrow, later in the afternoon, with your meeting with the dean, then just right afterwards, if possible, or throughout the week, just mail it back to us. Okay. And other than that, you're pretty much good for EB3. Okay, yeah, I just want to meet the attorney to ask certain questions too, and then, because I really don't know, it's like how it started. And then also want to confirm about the fee and stuff like that in order to get ready. Like fee-wise, you talk to the attorney about that. Yeah, okay, sounds good. That's pretty much going to be your conversation tomorrow. Okay, all right, sounds good. Thank you so much. Then I'll be there around 10 a.m., okay? Okay, perfect. Thank you. All right, thank you. Bye-bye. Have a good one. No worries. Bye-bye as well. Are you able to pay the attorney consultation fee today? What is that? So to meet with him, it's like a $300 consultation fee? You didn't mention that. Yeah, I just said that.
So I remember you said you'd be super busy. So I said, for the phone call, consider that the consultation if you were able to come. I believe so. So what's the purpose of seeing an attorney today? You basically talk about your entire case, the procedure, and if you want to sign us on, those $300 count towards it as well. But today, you basically talk to him about any questions that you have. I just don't have any questions. I already know. I just want to know where's the company located, and it's just like, what are they actually doing? Because the other company is really transparent. They even post on the website what kind of job, how much they pay, and those process already know. They even have lawyers in their website, so there's no charge for that. The only agreement that we answer those questions, and then if we want to submit for the job, then we pay the application fees. That's it. Yeah, that's how they work. Even the other company, I call them in different state. They tell me where they're gonna work at a company with chickens or turkey and stuff like that. I just want to know really transparent, because it's like I don't need to talk with anyone right now, because it's like my case, just there's no questions. If that's clear. Because I have 7 companies in mind already, but I just want to work in California. So that's the reason why I want to see if you guys have that legit, you know. So in regards to like our sponsors, me myself, I can't disclose any of that information, but the attorney can. Why have that information gotta be? I mean, I need to know is like what type of company. Are they really like really hiring, or what type of job, you know? Because before, for us to apply, we have different options to choose. It's either to do housekeeper or to do productions or anything in order to apply, you know? Because it just doesn't make sense if we talk to them and pay for consultations and then it's not work out. Yeah. Because the other company even asked for consultation. They never asked me that. Yeah, they said, oh, if you want to move to a different state, then this is the option for you, but you have to move. But if we have it here, this is the job they're looking for. And they only have one option right now, you know. So if it's not work out, then we don't do it. That's it. But I still refer with people. But I need to know, like, is that process going to go somewhere? Because it's a big amount. In regards to all of that information, like I said, I don't have that information. I normally just do the administrative stuff, which is your forms and submission. Totally understand. That kind of conversation you have with the attorney, also with like the fees and stuff like that, negotiate with him. I don't mind paying, but it's like I want to see, and it's like going somewhere, you know. I just don't want to come and see and talk and pay money and walk down with not having any results. Just waste of time on cool people. Yeah, because that's the reason why I make all the way. Yeah, I understand. In regards to that, though, the attorney would want you to pay. Okay. I even fly to Atlanta next week to even meet that lady, and she didn't even ask me for a dime. Well, each firm works differently. Yeah. But have anyone done anything with you guys? Like for EB3? Yeah. Oh yeah, it's the bulk of our work. Okay, do you guys have any like successful cases? Pretty much all of them. On the website or? Because all of our cases do have some sensitive information, we don't post them. And then also like the privacy of the client, they don't want. Yeah, because the thing is, I just want to know, because it's like a big deal, you know? Like I said, the other company, they have my friends refer, because she's doing it right now. I don't know anyone in here. And the other website, they even have like the group of Facebook, like more than 10,000 people in there, and they even post their cases, so it's create more credibility, you know what I mean? And so, for our clients, the majority of them are coming from abroad, so they don't really want to be posted. That's why we don't have that. And also just a discretionary of our sponsors. They
obviously they want applicants, obviously, but they themselves have their own media campaign, and that really is up to them to post it or not. Yeah, because the only thing I see on your website is information, informative, you know, but I also need is like, see if I see someone to suffer, because it's, like I said, it's really important. If someone come from abroad and they don't know anything and they just look it up, it's like there's so many scams out here right now, you know. That's why I want to come here and see if it's an actual legit business. Yeah, but so I don't know the company and I don't know what are they doing. I mean, I don't even know what is the salary. From the forms that I fill out, it usually is either a clerical like work, like assistant wise, clerical assistant, or it's production worker. Basically just like manufacturing whatever product the company creates, as well as obviously keeping the space clean, the warehouse clean, and obviously working with machines. In regards to what the machines are, I have no clue. I'm imagining it varies from something much more complicated to something simple, like a press, or maybe even moving like liquids or something like that between the company. That's what I'm thinking. But for the most part, it's those two positions. The majority of the applicants go to production worker because that is the bulk of what is needed. But other than that, I can't quite give you other information. Okay, production's in it, but it's in California. Yeah, it's in California. Yeah. Okay. That's all I need to know because, like I said, I don't want to move. So that's why I just want to make sure it's legit. Yeah. And for the most part, you have direct contact with that sponsor. Okay. Once your application is pretty much accepted and in process and certified by the Department of Labor, you start getting into contact with the sponsor. Okay. And is there anything also support the credibilities? Because it's from you guys? Well, from us, you're always going to be like getting updates from us. Okay. We will basically be emailing you, calling you, sending you all your notices, copies of them as well. And we're always available for any questions that you have. Even if it's just, hey, when did you submit this form? Or when is this form going to be submitted? Like, can I get a timeline? And we'll tell you. Or how far along is, you know, the distance from, let's say, if you want to travel from school directly to work, like, obviously, we're going to tell you, like, oh, please leave a little bit of space in between. That way, you know, you have some time for yourself, maybe go for lunch or avoid some traffic. We will give you the number of the sponsor and the point of contact there to basically make your schedule. And if there's any concerns that you have, we can negotiate as well. Like, let's say, for whatever reason, you have to miss one day of work because you have an important meeting with the dean. Like, okay, we'll basically just tell you, like, oh yeah, this maybe, like, you should rephrase your question this way for the sponsor to, you know, take you more seriously instead of just like, hey, you know, I'm asking for one day off for no reason at all. Versus like, hey, I actually have something to do, like, it's really important, but I understand that work is important. Okay. I mean, that is a little bit further when we go into that stuff, but so right now I have to talk to him in order to know the price. Yeah, for like the kind of questions that you want to know, like those answers, he knows them. Like the attorney knows them. What is the solution right now? So just pay for the consultations, yeah. And then if you decide to go into further steps, then that is credit to the applications. It's credit to your entire case. Yeah. And then if not work out, then okay. Is there anything information on your website for that? Out of curiosity, how do you see? My first name is Han. So this is your name? Yeah, mm-hmm. It just messed up the visa process. Okay, I got it. This now is really hard to say. How are you? Hi, good. I'm good, yeah. Okay, we have some fun? Yes. Yeah. The EBT application is also in there. Okay. The only section that isn't filled out is the work experience one, because okay. She gave us a resume,
please have a seat. Just don't close it all. Okay, I'm talking like I'm Yeah. Yeah, okay. Yeah, I'm moving sample like tức là hiện giờ là em học năm thứ mấy rồi? Tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp, ok. Nhưng mà bây giờ tại đang phải continue status cho nên bé mới chuyển trường sang trường học PA degree. Ok. Tức là em học ở bên Texas rồi em hiện giờ em đang ở đâu? Ở Anaheim. Em đang ở LA không? Dạ. Yeah. Ok. Em học về hospitality, ok, học 2 năm. Tức là em có cái degree nó giống như associate degree gì phải không? Dạ đúng rồi, đang có associate degree. Ok, ok. Rồi từ từ hồi mà qua Mỹ bây giờ em có vấn đề gì về luật pháp hay cái gì không? Không. Ok. Rồi em có bị out of status khi nào không? Dạ không. Ok. Rồi làm sao em biết ở văn phòng em liên lạc? Em có website. Ok. Ok, thì tức là nhân viên anh nó có dạng đĩa sơ qua cho em cái chương trình chưa? Có làm research thì em có biết. Ok, tức là cái văn phòng sẽ nộp cái hồ sơ cho em vào những cái công ty bảo trợ, ok? Thì một trong mấy cái công ty bảo trợ đó, một khi mà thấy cái hồ sơ của em thích hợp đó, thì họ sẽ đứng ra bảo trợ cho em, ok? Thì cái em phải đi làm ở cái công ty đó một năm, ok? Thì cái chương trình này nó cho em cái thẻ xanh 10 năm. Thì sau khi mà em lấy cái thẻ xanh 10 năm á, thì sau 5 năm em được vào quốc tịch. Ok, nếu mà không có cái vấn đề trở ngại. Ok, thì cái đó là cái chương trình. Thì cái job á, thì nó tùy theo công ty nó ấn định. Ok, thì hiện giờ là tụi anh có những cái job như là chẳng hạn như là stocking ở trong warehouse, hay là nó có job assembly line, là những job gì. Anh sẽ tìm cách nghĩa là anh đưa vào những cái gì nó thích hợp với cái, nhưng mà không có bảo đảm, tại vì mỗi cái công ty nó cái policy của nó khác nhau. Tức là cái mục đích chính là mình làm sao có công ty nào mà nó review cái record của em, rồi nó đồng ý nó mướn em và nó đồng ý bảo trợ luôn, thì lúc nào văn phòng cũng làm việc với khoảng 15 cái công ty để nó có cái tiêu chuẩn như vậy, em hiểu không? Thì nó sẽ review cái hồ sơ của em, thì cái tổng phí tất cả đó là 35.000, em chia làm hai lần em trả tiền. Thì cái hồ sơ nó làm khoảng từ nó bình thường nó khoảng 15 tháng từ lúc mà em mở hồ sơ. Nhưng mà sau khi mà cái chặng đầu tiên á là khoảng 8 tháng thì văn phòng sẽ có cái label certification của em đó, thì văn phòng làm adjustment status cho em. Thì sau khi mà văn phòng nộp cái hồ sơ em có cái case adjustment status rồi đó, là em không có cần phải đi học nữa. Tại vì em thuộc về cái dạng EB3 rồi. Ok, thì đó là cái chương trình mà văn phòng làm việc. Thì thường thường á, là tại vì nó có tới 15 công ty rồi, thành ra là 90% sẽ có một cái công ty nó sẽ tuyển mộ em. Là bây giờ chưa có công ty nào guarantee đang cần hiring hết? Không, tức là tất cả những công ty này nó đều có cái quota hiring, em hiểu không? Nhưng mà nó phải xem cái lý lịch của em rồi nó mới, nhưng mà tại vì ở đây đó là văn phòng làm việc như công ty này trên 15 năm, thành thử cái xác suất mà nó hire em đó là 90-mấy%, như là cái xác suất gì vậy? Đúng không? Thì họ phải review cái record của em, rồi họ phải review nếu họ cần cái school record của em nữa, đúng không? Nhưng mà gần như là 90%. Tại sao người ta cần cái đó? Tại đó đâu phải là cái này là unskilled worker, đâu có cần experience anything. Thì như anh nói đó là nghĩa là văn phòng sẽ tìm cách đưa em nghĩa là không guarantee. Nếu mà chẳng hạn như cái công ty nào nó nhận em vào unskilled thì em vào làm sao unskilled thì nó sẽ không cần cái đó. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn như có một cái job nào nó liên quan tới hospitality, nhiều khi nó cần cái transcript, anh chỉ nói phòng hợp, trong một số trường hợp nó có thể nó cần cái transcript vậy. Nhưng mà đại đa số nó không cần.
Tại vì thường đa số là những cái này khi nào mà không kiếm được người ở Mỹ đi làm thì họ mới cần unskilled worker. Đúng rồi, thì tất cả những cái công ty này đó là họ đã được cái sở lao động nó approve cái nhu cầu của họ rồi, thấy không? Tức là họ có vấn, tức là chẳng hạn như họ làm cái report lên sở lao động, họ nói là ok, là trong vòng cái thời gian bao nhiêu đó, những cái turn rate của người bản xứ nó quá cao, 90%, đó là thì họ mới lấy được cái permission của sở lao động để họ mướn người Hàn Quốc. Đó là bình thường như vậy. Tại vì thường những cái công ty khác em đang coi đó, thì họ có post lên sẵn hết những cái công ty mà đang hiring đó, thì muốn chọn luôn cái đó. Tại vì thường applicants được chọn công ty đi làm, xong rồi được process hay không đó, thì mới là moving forward. Còn không có thì chỉ có khi nào mà không được approve mới chuyển job khác. Không, tức là ở đây cái chương trình đó là một trong mấy cái 15 công ty đó nó sẽ quyết định, một khi nó quyết định rồi đó, nó sẽ cho biết cái job nào nó sẵn sàng nó muốn em ở cái job đó. Chứ cái chương trình mà tụi mà văn phòng làm đó thì cái người mà đương đơn vào đó lại không có cái choice, tức là chẳng hạn như em không thể nói là em chỉ muốn ở tiểu bang nào, tức là tùy cái công ty nào nó nhận em. Thì như là chẳng hạn như bây giờ anh đưa em hai công ty nó nhận em mà bây giờ em không thích cái công ty đó thì anh phải đưa tới công ty thứ ba, thứ tư gì đó, nó đúng quá vậy. Chứ còn mình nếu mình càng lựa chọn thì nó càng lâu. Chẳng hạn như nó có những cái trường hợp mà nó không có cái job ở tiểu bang đó thì em phải đi qua tiểu bang khác, là cái chương trình nó vậy, hiểu không? Dạ anh hiểu, nhưng mà ý là nếu mà đợi tới công ty approve rồi mình không thích rồi mình lại chuyển công ty khác, đó là cũng mất process quá lâu. Tại vì cả hai bên, ví dụ cái người applicants cũng phải có sự lựa chọn chứ. Tại vì mấy công ty khác em có gọi là nó có đưa để 4-5 công ty lên, có nhiều tiểu bang khác nhau luôn, có quyền lựa chọn. Còn ví dụ như gọi chỗ khác thì em nói ok, bây giờ công ty chị chỉ có một cái công ty làm gà thôi, thì nếu mà em làm ok, em muốn chuyển qua tiểu bang ở Atlanta thì em mua. Cho nên người ta rất là, người ta để em biết cái tình hình nó như thế nào, chứ không phải là em muốn chọn Cali xong rồi gọi là nó không có rồi phải đi mua quen khác thì vậy thôi, để em chọn công ty khác, cái service khác làm thì nó rõ ràng hơn. Về cái lúc đầu thì nó khỏi mất thời gian. Tại vì em có bạn đang làm ở một công ty ở bên Atlanta luôn, nhưng mà tại vì em muốn đi làm ở Cali cho nên em mới chọn service ở đây. Thì tức là hiện giờ đó là nó tức là em muốn làm ở Cali phải không? Đúng. Ok, cái lý do tại sao muốn làm Cali? Thì tại vì em đi học ở đây rồi, em ở đây hồi đó giờ rồi, mất nếu mà phải mua qua tiểu bang khác rồi phải làm lại từ đầu. Nhưng mà nếu mà thí dụ như không còn sự lựa chọn nào khác á, thì em sẵn sàng làm những cái công ty khác. Nhưng mà họ báo giá em hết luôn, em biết giá từ những cái chỗ khác, North Carolina hay Wisconsin hay New York, có công ty Miami luôn, là từ 16.000 cho tới 20.000. Thì bây giờ vậy nào, nếu mà em nghĩa là định hướng là em phải làm ở California và em phải ở Carolina, thì tại vì cái vấn đề là ở California đó anh văn phòng có hợp tác với những công ty ở đây, mà cái giá nó mắc hơn ở bên tiểu bang. Tại vì mấy tiểu bang kia đó là nghĩa là nói tóm quát là cái giá nó chỉ có 35.000 thôi. Còn nếu mà em xác định đó thì anh có thể bảo đảm cho em làm ở California thì cái giá nó là 65.000 chứ không phải là 35.000. Ngay cả tiểu bang khác em cũng không có làm, cũng không có tới giá 35.000. Đó là, thì ở đây là cái chương trình nó như vậy. Ok. Tại vì tụi anh làm ở trong nghề 30 mấy năm rồi, thành ra tụi anh là một trong những công ty làm cái ngành này, là tiên phong ở trong ngành này đó. Thì mà tụi anh là văn phòng luật sư chứ không phải là dịch vụ, em hiểu không? Tại em lên em đọc review cũng không có, của web của business cũng không có review, mà cũng có một review mà một star nữa, cho nên em cũng đang gọi là concern. Em nói là những cái khác rất là transparent, người ta để giá người ta bao nhiêu rồi có những cái người mà cái successful cases người ta có gọi là có cái group luôn. Ở đây em thấy không, gọi là không có credibility, em cũng không có biết ai ở đây nữa. Cho nên kiểu như những cái successful cases làm chưa làm rồi hay sao để mình biết, mình có sự tin tưởng mình mới làm được. Chứ đây là một số tiền lớn chứ không phải là nhỏ. Cho nên kiểu em biết anh nói là làm trong nghề bao nhiêu năm, nhưng mà những cái gì cần phải gọi là transparent, showable trên website thì không thấy gì hết. Nên kiểu như em đâu có dám. Đó thì em lên cái website của văn phòng là www.usalawinternational.com. Lawsinternational.com. USALawInternational.com. Okay. Tại em thấy Premier International Group thì nó khác.
Đó đó thì cái website đó là website của Hồng Kông. Cái này đúng không? Premier International Law Group. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ cái website chính của văn phòng là nó là Premier International Law Group, nhưng mà em lên www.usalawinternationallawgroup thì nó là Premier International. Okay. Đó thì bây giờ anh nói cho em cái chương trình như vậy, nếu mà em muốn thích hợp thì em xuất em liên lạc lại với văn phòng, em thấy không? Đó thì cái nhu cầu là như vậy. Ok. Cảm ơn. Ok, thank you. Good to go. Yes.